đón toàn thể quý vị đang đến với chương trình Ca sĩ Bí ẩn. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Còn ngay bây giờ hãy cùng chào đón hai người bạn, đó là diễn viên Khải Như và ca sĩ Chí Thiện. Chào Khải Như, chào Chí Thiện. Dạ, chào anh Cường, em chào quý vị khán giả. Em chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Và Chí Thiện cũng gửi lời chào đến quý vị khán giả ở đây và quý vị khán giả đang xem truyền hình. Ca sĩ Bí ẩn mùa 6 này, hai bạn đứng lên cặp đôi không thể tách rời nhau được. Làm sao mà tách rời được? Quá đẹp dạ. Rồi. Rời xa anh ấy là em bảo tố. Rời xa anh ấy là em bảo tố. Mỗi lần mà nghe Như nói vậy em muốn xỉu luôn á, thiệt á. Mà chưa bao giờ thấy em xỉu hết trơn á, em dạ, vẫn còn không phải em xỉu trong lòng mà. Dạ. À. Tại vì mỗi lần Như nói vậy á thì đến khi mà có một người nào đó xuất hiện á thì Như sẽ đi. Như sẽ đi. Ôi. Ôi, Chí Thiện ơi. Tất cả mọi sự chỉ là dối gian thôi. Trời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón ra sân khấu hai nam nghệ sĩ rất là đẹp trai, đó là ca sĩ Ưng Đại Vệ và diễn viên Bùi Tấn Hảo. Em chào anh. Em chào anh. Chào Hảo. Hi, chào. Hảo. Chào, chào Dương. Ơi, chào Hảo. Chào Cường. Chào đón anh Ưng Đại Vệ đến với chương trình. Chào Bùi Tấn Hảo. Rén liền, thấy người ta đẹp trai, rén liền. Ủa? Ủa mọi người ơi, mọi người. Em thấy là đây là đẹp trai lắm hả? Thì ý em nói là từ trẻ trung, cái duy nhất mà tụi mình đang không có đó là sự trẻ trung. Anh Cường có chấp nhận điều đó không? Không, anh không nghĩ là vậy đâu, đúng không anh Ưng Đại Vệ? Anh nghĩ là bốn anh chàng ở đây thì chúng ta cũng trẻ là hết mà. Những người rất trẻ và rất đẹp trai. Dạ đúng rồi. Và người đẹp gái nhất là Khả Như không? Dạ, duy nhất là em. Anh Vệ ơi, lần đầu tiên anh đến với ca sĩ Bí ẩn, anh có biết là chương trình này đòi hỏi cái sự đấu trí cao lắm không anh? Có, nhưng mà mới vô phải chào nhau cái, khen nhau cái. Khen rồi đó anh. Khen rồi. Chào rồi đó. Bây giờ đấu nè. Nhưng anh nghĩ rằng là anh và Hảo có khả năng đấu lại hai bạn kia không? Chắc là không. Chắc là không. Tức là khi mà tranh luận hay là không được lanh đó. Tức là đẹp. Không được lanh. Dạ. Yeah. Nhưng mà có em ở đây mà anh không tin tưởng là sao? Em chứng tỏ đi. Chứng tỏ, giờ sao? Gì? Chơi không? Chơi. 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 Chơi gì? Hai mình đội chơi không? Hả? What? Chơi luôn. Trời ơi. Trời ơi. Chuyện gì vậy Thiện? Ok ok. Ủa? Sao okay, em? Hồi nãy tôi mới tin xong luôn á. Ủa? Chết rồi, lời đường mật. Chết rồi, lời đường mật, lời đường mật. Trời ơi. Khoan nha. Tôi nghĩ cái này là tự vô đời đường mật quá. Thôi, nhưng mà dẫu sao đó cũng là ý của cô ấy rồi. Em đồng ý. Nhưng mà anh ơi, khi mà em về đội của anh á thì anh có thể hát cho em nghe một bài được không ạ? Trời đất ơi, đòi hỏi dữ vậy đó hả? Thì anh sẽ tặng cho tất cả quý vị khán giả một đoạn. Giờ đây trong lòng em còn yêu anh nhiều không? Bởi vì bên cạnh em luôn có ai kia cười đùa. Làm sao không dừng đây, làm sao im lặng đây, và làm sao không hờn ghen khi đã yêu. Vì sao ta lại yêu một khi yêu lại ghen? Vì sao không thể yêu khi đã thứ tha cho nhau? Rồi khi cơn mong tan và khi cơn dần qua, thật lòng anh chỉ muốn nói anh nhớ em nhiều. Anh nhớ em nhiều là một bài hit. Yeah. Hát một cái tự nhiên cái thấy mọi thứ nó lung linh, đòi anh thắng cũng được, không sao hết trơn. Ôi, đâu được. Ủa, có em nữa mà. Có em nữa mà. À quên. Chị không tôn trọng thật em. Thật sự luôn, để em nói chị nghe. Quyết định như vậy là không tôn đúng trọng. Rồi đó. Thật sự thì Hảo là một người em rất là thân thiết với Như. Hai chị em là trải qua rất là nhiều cung đường đi phượt cùng nhau rồi. Nên tụi em có một cái sự hợp ý. Và em hy vọng là em sẽ thể hiện điều đó rõ ràng trong chương trình ngày hôm nay. Em tính toán hết rồi. Và chúng ta sẽ cùng phải đặt tên đội thôi. Dạ. Vậy thì hai anh em mình vừa có sắc vừa có nét. Thì mình đặt đội sắc nét nha. Nét ở đâu vậy?
nét dạ. Đây nét đây nét ở đâu đây dạ. Sắc đây nét đây dạ, hay là sắc đây nét đây cũng nét được, được. Nếu như mà bên đó tên là sắc nét thì bên mình sẽ tên là sắc lẹm. Bây giờ thì xin mời đội sắc nét và đội sắc lẹm về vị trí của mình ạ. À. Xin dạ, mời ạ. À. Mời ạ. À. Dạ. Đến với chương trình ca sĩ bí ẩn, mỗi đội sẽ có 10.000 điểm. Nhiệm vụ của mỗi đội sẽ tìm ra 6 ca sĩ bí ẩn, ai là ca sĩ thật sự để giữ lại đến cuối chương trình. Ở vòng 1 sẽ có 3 nam và 3 nữ ca sĩ bí ẩn trình diễn bài hát. Mỗi đội sẽ loại một ca sĩ mà đội đó cho rằng đó không phải là ca sĩ thật sự. Nếu loại nhầm ca sĩ thật, đội đó sẽ bị trừ 2.000 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần biểu diễn của 6 ca sĩ bí ẩn tối nay với bài hát Không yêu trả giết tôi về. Sờ sờ dép, sờ sờ chân. Ờ đó cái ông đó, em nhìn thấy ông đó đó. Nghe nghe ông đó đó. Em đã lỡ yêu ai mà sao em giấu chẳng nói ra. Nghe nỗi đau như là anh kỹ sư bên nhà. Tối hôm đó ta chung đường, em có nói rằng thích tôi. Trong phút giây ngây dài, tôi bỗng nhiên nghĩ lại. Tình yêu của em mong manh như gió, đã yêu thương ai đó xin em yêu thật lòng. Chờ quấn quanh lòng vòng nào mưa sắm chưa bật chặt. Không yêu tôi xin chớ lỗi thôi. Người ơi đừng mang cho nhau thương nhớ, để bao lâu tôi lỡ say sưa mãi trong chuyện tình. Ôm đắng cay một mình nếu em nghĩ như chuyện đùa. Thôi anh không yêu trả giết tôi về. Con gái có quyền được yêu, được thương, được nhớ, được hôn, được chiều á. Nhưng mà đã nhận lời yêu chỉ được chọn một chứ không được nhiều nè. Thế mà sao em đã yêu ai rồi, và cứ nói đó là anh trai thôi. Quen được em cặp ván bài tối cho tôi xin ấp dù có từng người phai phôi. Tôi chẳng nhớ người ta được yêu và xa trái tim lung đồng đầy. Không là người thứ ba đặt cho cướp hoa mẹ cha đã rằng rằng em đã có ai kia rồi. Cứ ở bên người ấy thôi, xin hãy yêu như cách mà người ta cho đến. Em mong anh như gió, đã yêu thương ai đó xin em mới yêu thật lòng. Chưa quấn quanh ngầm vòng nắng mưa sẽ chưa bật chợt. Tôi xin chớ lỗi thôi. Người ơi đừng mang cho nhau thương nhớ, để bao lâu tôi lỡ say sưa mãi trong chuyện tình. Ôm đắng cay một mình nếu em nghĩ như chuyện đùa. Thôi không yêu cha sẽ tôi về. Đã yêu ai thì em phải nói cho buông ra và cô lừa dối. Đôi ba hôm đã thêm người mới, nghe em ngọt ngào lời đầu môi. Trái tim cứ mong chờ, cứ ngóng trông đến bao giờ đây. Yeah. Tình yêu của em mong manh như gió, đã yêu thương ai đó xin em mới yêu thật lòng. Chưa quấn quay lòng vòng nắng mưa sớm chưa bật trời. Không yêu tôi xin chớ đôi thôi. Người ơi đừng mặc cho nhau thương nhớ. Ôm đắng cay một mình nếu em nghĩ như chuyện đùa. Thôi không yêu cha sẽ tôi về. Đó là phần biểu diễn của 6 ca sĩ bí ẩn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời đội sắc lẻm và đội sắc nét chúng ta sẽ cùng đưa ra những phân tích của mình ạ. Em xin phép được nói trước là người anh của tôi khi mà xem nửa chừng rồi mới phát hiện ra là ủa nãy giờ có bài bạn nữ nữa hả? Ban đầu ba bạn nam này thì rất là ấn tượng. Ừ, với cái màn mà gãi gãi chân rồi ra hát giữa chừng vứt cả dép xong rồi mình quên cả ba bạn nữ luôn.
Thì theo người thấy thì bạn đầu tiên mà xuất hiện á, bạn rất là chắc nhịp, là hát rất là bài số 6 đúng không? Đúng rồi, bài số 6 là, nhưng mà tới cái khúc cuối một phát bạn ve cái tay phát là lúc đó mình nghĩ nhép miệng hơi sai chứ. Mình nghĩ là chắc là bạn này không phải là ca sĩ. Em cũng nghĩ vậy, bạn đó có thể là một dancer. Và bạn ấy có biểu diễn trên sân khấu cho nên cơ thể cũng có kiểm soát. Còn bạn số 4 thì lúc đầu vừa ngồi xuống thì bạn đấy rất là sợ mình nhìn thấy mặt cho nên cũng cúi cũng làm những động tác gãi chân này nọ. Nhưng mà cái gãi có nhịp nha, cái gãi có nhịp của một người rapper. Đúng rồi. Đặc biệt là cộng dây chuyền đeo rất là... Đấy, cộng dây chuyền đeo là đó, cái phong cách rất là hip hop, rất là rap. Còn bạn số 5 thì sao anh? Bạn số 5 nhịp rất là chắc nhưng mà mình cũng nghĩ không phải ca sĩ đâu. Nghi nghi quá. Nghi nghi thôi. Còn 1, 2, 3 thì Thiện nghiêng về cái bạn số 1 là ca sĩ nhiều hơn. Tại vì cách bạn ấy diễn nó rất là nhẹ nhàng và cái nụ cười cũng rất là quen thuộc. Quen quen ha. Em cười ấy. Đấy, thấy chưa. Còn bạn số 2, số 3 thì Thiện nghi bạn số 2 đang là về diễn viên nhiều hơn. Bạn ấy diễn và dẫn dắt những bạn khác cũng rất là tốt. Bạn số 3 thì ai kéo đâu đi đó. Và bây giờ xin mời đội sắc lẻm ạ. Nói gì mà phải sắc là thiệt là lẻm nha. Anh vậy là để ý ba bạn nam, còn em thì để ý ba bạn nữ thôi. Hai người ráp lại nhau được á. Tí nữa bên đây loại nam bên kia loại nữ là sao? Bởi vậy, thật ra thì em thấy bạn số 4 á, là khi mà nói là bạn có vẻ như là một rapper, một ca sĩ, sợi dây chuyền, bạn có vẻ là giấu giếm một cái gì đó. Nhưng mà đối với em đó chỉ là một cái sự qua mắt thôi. Đó chỉ là một cái sự qua mắt thôi. Che đậy một cái gì đó, giả bộ thôi, đánh lạc hướng mọi người thôi. Cho nên là em cũng không đánh giá cao bạn này là một ca sĩ. Bên cạnh đó thì em thấy bài số 5 giống một người bạn hồi xưa đi vũ đoàn với em. Đi nhảy với em à? Thấy quen quen thôi, không biết phải không? Không phải thôi. Cho nên em cũng cảm thấy là... Là em đã để ý ba bạn nữ dữ chưa? Là em đã để ý ba bạn nữ dữ chưa? Đúng rồi. Ủa em đã để ý ba bạn nữ mà bây giờ em nhận xét bạn nam không á? Đang đánh lạc hướng, mình. Hồi xưa em có đi nhảy nữa hả em? Dạ có chứ, em hồi xưa là vũ đoàn rồi. Nhảy dữ lắm, sợ hở là nhảy. Sợ hở là nhảy. Nhưng mà đôi khi không biết được. Ngày xưa bạn là đi nhảy, bây giờ bạn là ca sĩ thì sao? Thì cũng chưa nói trước được điều gì. Còn ba bạn nữ chắc nhờ nhường lại chị Khá Như đi. Là quan sát, quan sát kỹ chưa? Trời ơi. Trời ơi. Đối với em thì ba cô nữ này có cái sự trình diễn rất là đều với nhau, trang phục cũng giống nhau. Nhưng ba cô này thể hiện rất rõ mình là biểu diễn, nên thành ra em không nhận thấy được cái sự ca sĩ trong ba cô gái này, mà thấy được cái sự biểu diễn của các bạn. Thì có thể các bạn này là diễn viên. Tớ nghĩ bạn không loại người đó đâu, tại vì bạn cũng sẽ chọn số đó. Chúng ta đã từng là một đôi mà. Đây là cực khởi điểm của đội sắc nét. Và đây là cực khởi điểm của đội sắc lẻm. Chúng tôi sẽ giữ cực khởi điểm tới cuối chương trình. Còn ngay bây giờ, hai đội sẽ chọn ra ca sĩ bí ẩn nào không phải là ca sĩ thật sự để loại ạ. Em có muốn loại trước không? Thôi mời đội bạn đi. Mời ra lại trước đúng không? Bây giờ tôi mời anh Ưng Đại Vệ. Tôi mời anh Ưng Đại Vệ. Hay vậy quá à. Làm cho nguy hiểm chứ. Mình cũng chọn hên xui rồi đúng không? Đúng rồi, chọn hên xui anh ơi. Nhiều khi mình là ca sĩ đầu tiên đó anh. Ca sĩ đầu tiên luôn hả? Thì mình bị trừ điểm thôi. Tại vì anh chưa bao giờ mà lên sân khấu hát mà anh không mang dép hết trơn. Anh chưa bao giờ mà lên sân khấu hát mà anh không mang dép hết trơn. Đúng. Nên là ai mà còn một chiếc dép thì mình giữ lại. Đúng rồi. Ai mà mất luôn, hai chiếc dép là loại ta luôn. Ta nắm trên tay kìa. Ta nắm trên tay kìa. Vậy hả? Ta cầm trên tay kìa. Để xuống đeo liền đi em ơi. Không, để xuống đeo liền có chừng bị loại. Phong cách của bạn rồi. Phong cách luôn. Phong cách rồi. Vậy thì anh muốn loại số 6 đúng không? Đúng rồi. Anh nghĩ là số 6. Theo suy nghĩ của anh vậy, ai á mà lên sân khấu không mang dép, loại. Và người ta muốn thì người ta tìm cách, người ta không muốn người ta tìm lý do. Tất cả đều còn lại một chiếc dép mà loại người ta vậy đó hà. Rồi, như vậy là đội sắc nét
đã chọn số 6 ạ. Chọn ca sĩ bí ẩn số 6. Tự tin ạ. Tự tin. Và xin mời đội sắc lẻm ạ. Chắc em chọn số 3 đi. Số 3, chọn số 3 ở lại á. Tại vì bạn cao để bạn biểu diễn tiếp. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Dạ, mình có cần thảo luận lại không ạ? Quá. Mình thảo luận lại đi ạ. Và mình quyết định mình sẽ loại số số 1. Số 1. Hả? Gì vậy? Cái vậy? Đội số mấy? Số 1 hả? Hai người ăn ý dữ chưa? Vậy là chốt lại thôi, là đội sắc lẻm. Em chiều đồng đội của em, đó là số 1. Một. Xin được chúc mừng các ca sĩ bí ẩn còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca sĩ bí ẩn số 6. Bạn hãy chia sẻ thông tin của bạn cũng như là bạn xác lập là đến đây với vai trò là gì. Dạ em tên là Nguyễn Kim Thạch ạ. Hiện tại em đang em đến đây đi ha. Dạ em đến đây là ca sĩ ạ. Ca sĩ à? Trời. Thiệt sao? Dạ nhưng cũng mùa sau. Thôi hên quá anh ơi. Tại vì bạn này á là em đã từng gặp rồi. Dạ. Và có quay chung một chương trình rồi em nhớ không? Dạ. Vì là lần đó thì bạn đi thi và em làm giám khảo, thì hôm đó thì bạn đó cũng đạt giải. Khi mà bạn đó hát thì nãy giờ em cũng đang lo là sau cái thời gian đó thì có thể là bạn làm ca sĩ rồi. Và bây giờ hôm nay em đến đây với tư cách là gì em nhỉ? Dạ hiện tại em đang là sinh viên của trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai. Anh nghe em hát
từ đoạn A qua thì khúc rồi là wow. Đây yên tâm là nếu mà sau này khi em quay trở lại và anh với anh Vệ còn ngồi đây thì chắc các anh hy vọng anh với anh Vệ sẽ đáng sai. Dạ em cũng không, hy vọng lúc đó mình sẽ đoán là ca sĩ thật đúng sự rồi, ca sĩ thật sự. Dạ cảm ơn Thạch đã đến với chương trình ngày hôm nay. Hai anh em mình cũng hẹn nhau đúng không, và đến với ca sĩ Bí Ẩn ngày hôm nay thì em đã rất là tỏa sáng rồi, thể hiện một ca khúc rất là thành công. Một lần nữa chúc mừng em nha. Dạ em xin cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Tạm biệt. Cảm biệt em, hát hay quá. Với ca sĩ Bí Ẩn số 6 thì đội Sắc Nét vẫn bảo toàn được số điểm của mình ạ. Chúc mừng ạ. Quá dữ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca sĩ Bí Ẩn số 1. Chia tay rồi. Em lo quá anh Cường ơi. Ha ha ha. Ta nghi với cái giọng hát này, với cái nét diễn này, với cái bối cảnh này, ca sĩ chắc rồi. Ca sĩ chắc rồi. Yeah. Đó là ca sĩ Bí Ẩn số 1. Bây giờ thì em hãy chia sẻ là em đến với chương trình ca sĩ Bí Ẩn ngày hôm nay với vai trò là gì ạ? Dạ, cho em xin gửi lời chào đến hai đội chơi, anh MC cũng như là các khán giả đang có mặt tại trường quay và khán giả đang xem chương trình ạ. Dễ thương. Quá bài bản. Quá dễ thương. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hiền Ngân. Em đến từ Phú Yên. Phú Yên. Dạ, em đến với vai trò gì em? Em đến với chương trình với vai trò là ca sĩ
ca sĩ, ca sĩ. Dạ, em đến với chương trình với vai trò là ca sĩ. Dạ, nhảy ca sĩ. Trời ơi, cái này bật nút là nhảy à, bật nút là nhảy à. Nhưng mà cho em nói, em tức lắm. Hồi nãy em nói với Bùi Tấn Thảo. Số 2 nha Thảo. Dạ rồi, chị để em. Em chọn số 1. Và mình quyết định mình sẽ loại số. Số 1. Số 1. Hả? Em chọn số 2 hoặc số 3. Đẩy số 1 đi cho em. Dạ. Biết tại sao. Rồi sau đó em hỏi là, ủa Thảo nãy chị nói số 2 mà sao Thảo chọn số 1? Em lộn. Em lộn. Cảm ơn em. Dạ em xin cảm ơn. Như vậy là khép lại vòng 1 thì đội sắc nét vẫn được bảo toàn số điểm, đó là 10.000 điểm. Chúc mừng. Và đội sắc lẻm, chúng ta chỉ còn có 8.000 điểm thôi. Chúc mừng. Dạ. Em nghĩ là từ đây tới cuối chương trình em không còn điểm nào. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 sau ít phút dành cho quảng cáo. Chào đón toàn thể quý vị đang quay trở lại với chương trình Ca sĩ Bí ẩn. Ở vòng 2 này, chúng ta sẽ cùng đến với phần tứ ca của 4 ca sĩ bí ẩn. Và nhiệm vụ của hai đội đó là chọn ra ca sĩ bí ẩn nào không phải là ca sĩ thật sự để mình loại, mỗi đội loại một người. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với tứ ca. Mắt anh cười, khóe môi cười, cách anh cười và em tan đi trong phút say, cho say người, muốn bên người, sánh đôi người. Okay. Let's do something for this boy. Lại thật gần anh em khẽ nói. Nào mình cùng cheers tonight thôi. Let me take you with my secret. Let's play some game with me boy. Màu hồng màu xanh người hay nói. Sân chỉ cần em tonight thôi. Mùi hương em đồng say. Một chút martini. Hot cùng một chút Armani. You will be ready for me. Mùi hương em đồng say. Hãy để đây bên em. Anh đã say mùi hương ấy. Thôi giờ con tim em đã bị cướp lấy rồi. Anh thấy vị ngọt em chờ cho em đêm nay đó. Xa vào lòng anh đây ta cùng thơm nhá. Trông là biết em FA và F to the I and C to the Y. Nghe nói em cầm một bờ vai, như tính anh rộng lượng cho luôn một đêm never fly. Em à, em cầm một thằng đàn ông làm bạn trai. Không phải là một thằng con trai tập làm đàn ông. Đã từng có cho mình quá nhiều lựa chọn sai. Nên là nay đã miệng nhiễm với những lời mà ngọt. Nên là ghé sang gửi em lời chào. Tuyết lại tóc tai chỉnh áo. Khi em đưa mắt sang nơi này, thế giới mới điều người thành sai. Một chút martini, hoặc cùng một chút Armani. You will be crazy for me. Mùi hương em nồng say. Hãy để đây bên em, lại gần và cuốn đôi môi em. Dù dàng đều có đôi mùi hương em nồng say. Một chút martini, hoặc cùng một chút Armani. You will be crazy for me. Mùi hương em nồng say. Hãy để đây bên em. Lại gần và cố đôi môi em dịu dàng ở phố đôi bờ vai. Mùi hương em nồng say. Chubidoo chubidoo chubidoo. 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 Mùi hương em nồng say. Chúng ta vừa theo dõi phần biểu diễn của 4 ca sĩ bí ẩn, đó là số 2, số 3, số 4 và số 5. Và bây giờ hai đội sẽ đưa ra quyết định lựa chọn xem ai không phải là ca sĩ thật sự để loại ạ. Thảo. Tôi thấy là tôi không ưa bạn số 4. Tôi không ưa bạn số 4. Ủa sao? Hồi bắt gì tao không ưa? Bởi vì hồi nãy xuống nắm tay chị Như của tôi. Chắc sẽ mùi hương ấy.
thời gian của tình anh đã bị cướp lấy rồi. Anh thấy nó còn đưa trái tim nữa. Ừ, đưa trái tim nữa. Mà cho anh Thương nắm tay là cái anh này là anh gan là anh không phải ca sĩ rồi. Tôi thấy diễn xuất dữ lắm. Ừ. Có chừng diễn viên nè, có chừng quen biết hay sao đó. Ừ. Đó. Tiểu phẩm. Rồi nó tiếp đi. Chọn đi. Thôi chị chọn đi. Bây giờ em thử chọn một lần nữa coi. Em thử chọn một lần nữa coi. Chị Như vòng đầu có nói là số 2. Và mình quyết định mình sẽ loại số số 1. Số 1. Hả? Thì bây giờ cho em sửa sai một cái. À. Em sẽ chọn số 2 là bạn không phải ca sĩ. Ồ, hồi nãy cái bạn này thấy là tự tin lắm đó nha. Thấy là diễn rất là tự tin. Em cũng thấy mà. Đó, diễn rất là tự tin. Cái phong cách của bạn phong diễn cách rất là giống tin. Ca sĩ nha. Tôi thấy là bạn giống ca sĩ nhất đó. Mình có nên suy nghĩ lại không? Suy nghĩ lại ha anh. Vậy chọn số 3. Hả? Ê, ủa, chơi vậy hả? Nhanh dữ vậy trời. Ừ. Thì ơi. Cường cũng biết nha. Cường cũng không biết ca sĩ nào là ca sĩ thật không luôn. Không biết á. Thì đừng có nói mà nói ờ thấy đã vậy thấy kia. Đã cái tim người ta không có chính không kiến ai, rồi. Tôi cũng cho tôi tham gia chứ chứ. Không trời ai ơi. Biết sao không? Cái tim người ta dễ lung lay hỏi lại là đổi hả? Không nhưng mà như em chọn số 3 cũng được. Tại vì hồi nãy anh có phát hiện ra là lúc mà bạn số 3 bạn đang hát tới lúc đầu thì rất là sung, hát tới nửa bài sau thì bạn bắt đầu. Cái này là cái chiêu của anh Ưng Đại Vệ rồi. Số 3 nếu mà phân tích cũng khá là đúng bởi vì lúc sau á bạn diễn á hơi bối rối cái chỗ tay chân chút xíu, không biết là chật quá hay sao. Nhưng mà bạn không mệt hả? Mệt. Anh là bạn luôn hay gì mà biết. Biết nghe cười kìa. Rồi, mệt. Cho về. Mệt. Cho về. mệt cho về. Mệt cho về. Là mình sẽ chọn loại số 3. Mời anh về. Ông kia ông mang giày rất là đẹp. Đúng giống rồi. Ca sĩ đúng không? Bạn số 5 mang giày rất là. Bạn số 5 mang giày rất là ca sĩ. Bây giờ mình phân tích từ hai đôi giày đi. Đôi giày này là của rapper. Đôi giày này là của ca sĩ. Bên này có khăn, bên kia là không khăn. Vậy thì đội sắc nét quyết định sẽ loại bạn số 4. Như vậy là đội sắc lẻm đã chọn loại ca sĩ bí ẩn số 3 và đội sắc nét đã chọn loại ca sĩ bí ẩn số 4. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca sĩ bí ẩn số 4. Bài lạ nha. Bài lạ thường là bài của bạn đó. Giờ đây ở bên cạnh em đã là con gái em nhớ rồi nhớ. Chẳng muốn em đi, em ơi đừng lâu nhẹ. Đó những ký ức giọt mưa rơi giữa khung hình giọt mưa kia như nước mắt. Chẳng ai đau đớn hơn mình. Kìa màn đêm dần buông, liệu bên em giờ đang có ai? Everything wrong, we're alright. You're always my sunshine. Kìa màn đêm dần buông, liệu bên em giờ đang có ai? Everything wrong, we'll be alright. And you're always my sunshine.
sĩ rồi. Ca sĩ, ca sĩ. Tôi muốn mời MC xuống nè. Dạ vâng ạ, cảm ơn ạ. Tôi muốn thể hiện một chút xíu ạ. Dạ, mình đừng thể hiện gì hết tại vì có thể bị lộn ạ. Thế nên là mình bây giờ mình khép nép mình về vị trí của mình đi ạ. Dạ. À, cảm ơn phần hỗ trợ của rapper Cano và vũ đoàn Deep Flow. Và đây là ca sĩ bí ẩn số 4. Em hãy chia sẻ rằng là đến với ca sĩ bí ẩn ngày hôm nay với vai trò là gì nào? Dạ, và chào tất cả mọi người. Em là nickname là ATA. Và em đến đây công việc của em là nhân viên công nghệ thực phẩm. Quang, wow. Là em làm anh hú hồn thiệt. Em chắc chưa? Em nói thiệt chưa? Tại vì anh bị mấy lần rồi, anh vui được 5 giây cái xong bạn đó. Nhưng mà nói nghe nè, em ơi, nhà mình đây mình hát, mình thể hiện, mình nhảy quá, mình nắm tay đồ. Bạn đó hát còn có rapper rồi. Đúng xong rồi. Đây là một bài riêng nữa thì... Em làm gì chết gì rồi? Định nghĩa trong đầu là chết anh danh vệ rồi. Mà rất là cháy luôn đúng không ạ? Đúng rồi, rất là cháy. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng xem lại đoạn review Khả Như đã lên và lật mặt như thế nào nha. Muốn mời MC xuống nè. Dạ vâng ạ, cảm ơn ạ. Tôi muốn thể hiện một chút xíu ạ. Dạ. Bây giờ người ta khép nép vậy đó. Như vậy là với phần thể hiện của em thì đội sắc nét chúng ta vẫn được bảo toàn số điểm. Chúc mừng. Thật là khá. Cảm ơn ca sĩ bí ẩn số 4, cảm ơn em. Cho em nói một lời, em là fan từ nhỏ xíu của anh Ân Đại Vệ rồi ạ. Cảm ơn em. Hát hay quá. Rồi, cảm ơn em. Và chúng ta sẽ cùng đến với ca sĩ bí ẩn số 3. Những người tìm hoài một đời.
như vậy là chỉ có ca sĩ thôi. Này là loại ca sĩ nữa rồi. Từ nãy giờ thì anh Ưng đại vệ của nó là hay quá, quá. Và hay quá, nếu hay như mà cách xử lý như thế này thì chắc chắn là ca sĩ. Tin là anh nghe bạn này hát thì anh nghĩ là cách xử lý những cái luyến lấy và những cái feel, những cái câu nó rất là gọn gàng và rất là chất lượng. Em giới thiệu tên của mình đi em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Hà và nghệ danh của em là Hà Eli. Ê, có nghệ danh luôn. Có nghệ danh luôn. Người ta có nghệ danh. Dạ, cô gái có nghệ danh ơi. Cô gái có nghệ danh. Bây giờ em hãy chia sẻ là em đến với ca sĩ Bí Ẩn với vai trò là gì nè. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Chào em. Chào em. Nhưng mà hôm nay thì em đến với ca sĩ Bí Ẩn. Là một người sáng tạo nội dung ạ. Wow! Hảo ơi! Trời em ơi, một cái lời thú nhận của em mà nó hàn gắn tình chị em của chị với Hảo lại. Thật sự em cần Hảo. Chiến thắng. Chiến thắng. Cảm ơn em. Nhờ có sự xuất hiện của em mà sân khấu ngày hôm nay hay hơn rất nhiều, hấp dẫn hơn rất nhiều. Và đặc biệt nữa là tình chị em của họ gắn bó hơn rất là nhiều luôn. Cảm ơn em rất nhiều nha. Như vậy là qua vòng 2 thì đội Sắc Nét vẫn bảo toàn được số điểm của mình, đó là 10.000 điểm. Ngon lành. Còn đội Sắc Lẻm lẻm một miếng. Dạ, lẻm miếng. Em bị lẻm một miếng rồi. Lẻm 2.000 điểm, còn 8.000 điểm. Chúc mừng. Và hai đội sẽ có những chiến thuật ra sao? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng cuối của ca sĩ Bí Ẩn sau ít phút dành cho quảng cáo. Chào đón quý vị đang quay trở lại với chương trình Ca sĩ Bí Ẩn. Chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố cược khởi điểm. Trên tay của Vũ Anh Cường là cược khởi điểm của đội Sắc Lẻm. Mà khi nào cũng vậy hết á, vào đầu vòng này mà ai công bố cược khởi điểm là đội đó có biến hả? Là đội đó tiêu rồi. Là đội đó tiêu rồi. Em soạn đồ rồi. Công bố đi em về luôn. Và số điểm mà đội Sắc Lẻm đã cược khởi điểm đó là 3.000 điểm. Liệu là sẽ cộng 3.000 điểm hay là trừ 3.000 điểm đây ạ? À? Cộng rồi. Dạ. Và vị trí ca sĩ Bí Ẩn mà đội Sắc Lẻm đã đặt cược ngay từ đầu chương trình đó là ca sĩ Bí Ẩn số 4 ạ. À. Như vậy là đội Sắc Lẻm tiếp tục bị trừ đi 3.000 điểm. Bây giờ là mình còn 5.000 điểm. Dạ. Và chúng ta cũng biết rồi, tất cả có thể ngược dòng khi mà ca sĩ Bí Ẩn số 7 xuất hiện. Dạ. Nhưng ai sẽ được quyền chọn ca sĩ Bí Ẩn số 7? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần mini game. Chúng ta sẽ cùng với hai đội chơi đến với mini game có tên gọi là Rớt Bóng Vui Vẻ. Trên tay Vũ Văn Cường là hai hộp bóng bàn. Ở trong đây có rất là nhiều những trái bóng bàn nhỏ. Và nhiệm vụ của hai đội đó là sẽ cử đại diện của mình lên đeo cái hộp bóng bàn này vào đó. Và khi mà nhạc bật lên thì các bạn sẽ nhảy như thế nào để rớt những trái bóng bàn ở trong đây ra. Đội nào rớt hết trước thì đội đó sẽ là đội chiến thắng. Rồi. Đơn giản, nhẹ nhàng. Quá đơn giản. Quá em đẹp. Nghĩ là cái này phải ưu tiên cho khách mời thôi. Khách mời à? Tụi em đã trải nghiệm nhiều rồi à? Xin mời anh. Rồi. À. Tất nhiên. Ủa mình sẽ đeo vô đâu? Dạ anh muốn đeo vô đâu, miễn là sao mà nó dễ rớt là được ạ. Đeo chỗ nào dễ rớt. Đúng rồi. Vậy đi. Được. Nhảy tưng tưng là ra liền à. Mình méo méo một chút đi rồi. Mình ngang ngang chút đi. Cho dù mình có như thế nào thì mình cũng sệ xuống chút xíu Hảo. Ai vậy? Trời chơi gì đó mà vậy? Thấy chưa Hảo? Ừ. Chơi là phải quan sát nha chưa Hảo? Tại vì rất bóng vui vẻ. Vui nha em. Vui. Anh để xuống đi, lắc cái tay đỡ mệt, lắc cái ngực mệt lắm. Để xuống. Mini game rất bóng vui vẻ bắt đầu. Oh yeah. Yeah. Được rồi. Hết rồi Hảo. Hết rồi. 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 Hết rồi
Hả? Người ta thắng mà mình vui dữ vậy đâu anh? Thấy ảnh hay, chỉ thấy anh gợi hay lắm. Ảnh gì nè hồi nãy giờ đó. Rồi bé Hảo nhà em là dancer đó, thể hiện đi đó. Em đó thấy chưa. Thôi không sao anh, mình dù sao mình bên ca sĩ thì mình lắc được còn trái là mình cũng vui rồi. Và như vậy là chiến thắng đã thuộc về đội Sắc Lẻ. Chúc mừng. Như vậy là qua phần mini game vừa rồi thì chúng ta cũng biết được đội Sắc Lẻm là đội chiến thắng. Và các bạn có quyền chọn hoặc không chọn ca sĩ bí ẩn số 7 để đặt cược. Vậy thì ngay bây giờ xin chào đón ca sĩ bí ẩn số 7. Hey, đi ra thấy hơi quải quải nha. Bộ đồ xếp ly dữ vậy. Đúng, đi mệt mỏi nha. Xin chào quý vị. Giọng hay nha. Ủa em ái gì vậy? Quen. Từ từ khoan. Chào các bạn. Dạ. Mình không dám nói nhiều. Nói nhiều lộ. Nói nhiều lộ. Bạn ơi, vậy bạn không nói, bạn hát một đoạn cho mình nghe được không ạ? Mình sợ mình hát thì lộ nhiều hơn. nhưng mà thường thường mà đi show chào khán giả sao em? Thôi cho phép mình hát. ê chị giỡn, chị giỡn duyên nha. Các bạn có cần nghe thử giọng của mình không? Cần bạn ơi. Mình xin gửi đến quý vị một vài câu trong những bài hát đã làm nên tên tuổi của mình trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật. Nói dài dữ vậy. Giống như là cái nói ngắn ngắn đã lộ rồi, giờ nói dài luôn. Dài dữ vậy. Em khả như bớt giãn lại. Các em im lặng cho mình hát nhé. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Giọng hay đấy. Dạ. Là. Nói chung là lúc nói chuyện thì em thấy ngờ ngợ, nhưng mà khi hát là em khẳng định luôn. Hả? Hả? Hay gì? Hay vậy quá em. Hay khẳng định. Ca sĩ bí ẩn số 7 ơi, mình bí ẩn giùm được không ạ? Thấy vậy nhưng nó không phải vậy. Nhiều khi nó là vậy nhưng đúng là vậy. Xin lỗi lòng nó vào mồm. Xin ca sĩ bí ẩn mình điều tiết lại chút xíu ạ. Tại anh, lộ dữ lắm lộ anh rồi. Anh cười dạ. Không ấy cất anh vô luôn đi chứ. Dạ xin mời đi vô trong luôn đi ạ. Có thực sự muốn đổi không ạ? Chưa đâu, từ từ đi ạ. Tính sau ạ. Dạ mời vô trong đi. Dạ xin mời. Dạ. Đề nghị chương trình những mùa sau bớt mời Khả Như lại nhé. Ai nhìn quen vậy? Hồi nãy là tính đổi rồi nhưng mà nói nhiều quá đôi khi là mình lung lay đây nè. Vậy thì ngay bây giờ xin mời đội Sắc Lẻm sẽ ra quyết định là có chọn hay không chọn ca sĩ bí ẩn số 7 ạ. Thôi chị nên bàn với em trước. Chị nên bàn với em thấy sao? Mấy vòng trước cũng có bàn với nhau đó. Dạ số 7 mà bây giờ em hơi biết bạn rồi. Mà em chọn bạn á, bạn cười em chết. Nhưng mà không chọn tội nghiệp người. Hồi nãy em tính chọn rồi, nhưng mà nói nhiều quá em cũng nghi. Em ơi, em chắc em chọn bạn số 2. Em là chọn số 7 nha. Gì nữa? Thấy hợp ý nhau chưa? Em thấy trong người đôi khi là chỉ nhìn lầm có bạn với nhau rồi đó. Có nha. Có bạn với nhau rồi đó. Đây rồi. Dạ bây giờ quyết định chọn ạ. 1, 2, 3. Ủa? Chị thua, chị chọn số 2. À thua được chọn hả? Rồi cho chị chọn luôn. Ủa ngộ vậy. Em tưởng thắng được chọn. Thua mà. À rồi đồng ý mới vào. Dạ. Như vậy là đội Sắc Lẻm quyết định chọn đặt cược vào à. Đây. Số 2 ạ. Số 2. Với số điểm là hết. Có nhiều chơi nhiều. 5.000 điểm. Dạ. Hoặc là sẽ trở thành 10.000 điểm. Dạ. Hoặc là 0 điểm. Dạ. Dạ rồi. Còn với đội Sắc Nét, từ đầu là chúng ta đã có ca sĩ mà mình nghĩ đó là ca sĩ thật sự luôn. Số 5 đúng không ạ? Số 5. Vậy thì bây giờ mình đặt cược vào ca sĩ bí ẩn số 5 này bao nhiêu điểm ạ? Bây giờ nếu mà nó thắng là mình nó sẽ có 10.000 điểm. Bây giờ nếu mình thắng là mình sẽ có 13.000 điểm lận. 13.000 điểm vậy thì mình sẽ cược tầm
6.000 điểm đi. 6.000 cho nó gây cứng nhỉ. Đúng rồi, 6.000 nếu có gì mình thua thì là thua thôi. Dạ, như vậy là đội sắc nét đặt cược vào ca sĩ bí ẩn số 5 6.000 điểm. Dạ, 6.000 điểm. Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca sĩ bí ẩn số 2. Dạ nãy em mới thấy nên là em chuẩn bị liền em mặc để cặp với anh ạ. Vậy là người tính toán không phải là tôi. Dạ cảm ơn phần hỗ trợ của dancer Bùi Tấn Hảo ạ. Cảm ơn anh ạ. Dạ đây là ca sĩ bí ẩn số 2. Và bây giờ thì em hãy giới thiệu một chút về mình ạ. Dạ lời nói đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến 4 vị khách mời. Anh MC Vũ Mạnh Cường, quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như là quý vị khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ ạ. Em tên là Như Mai Barbie và hiện tại em đang là ca sĩ. Em đang hát tại các phòng trà và tụ điểm hàng đêm. Dạ. Đội sắc lẻm. Yeah, và cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay, đã mang đến một tiết mục rất là hay và sẽ chúc cho con đường sắp tới của em sẽ thành công hơn, may mắn hơn nha. Cảm ơn em. Như vậy là đội sắc lẻm của chúng ta đã được 10.000 điểm. Chúc mừng. Hay
Và không biết là ca sĩ bí ẩn số 5 có phải là ca sĩ hay không. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca sĩ bí ẩn số 7. Xin mời. Chắc có lẽ ta đang vui với nhau, chắc có lẽ ta đang say với nhau. Một tình yêu, một giấc mơ. Em đã mấy tháng trôi qua khi ta cách xa. Đôi đường đôi ngã, giờ ta cũng sắp xa. Vậy tại vì làm cho cố vô thì chị cũng đâu có chọn thôi. Em ơi, không có ai mà có cái chuyện mà ca sĩ số 7 ra cãi tay đôi với người chơi hết á. Em cố tình em tung quả mù anh. Em kiểu tung như... quá, em tung quá mà chỉ có mình em là có bị quả mù thôi. Tất cả mọi người ta sáng tỏ hết luôn, tỉnh hết luôn. Người ta biết trơn. Mới ra là mọi người biết hết luôn. Biết hết rồi. Khi mà em bước ra em có biết không, muốn ca sĩ nào mà đi bước sủi như em hết trơn. Không có, cái đó là em hóa thăng hết chị. Em hóa thăng hả? Hóa thăng kiểu trở thành một danh ca lão làng. Tại vì bản thân em là một diễn viên đa tài. Cái giọng của em làm MC rất là dễ nhận dạng. Mà em đứng em nói chuyện nửa tiếng đồng hồ với người ta để khẳng định mình không phải ca sĩ để làm gì. Vậy thì bây giờ chốt lại là em đến với ca sĩ bí ẩn ngày hôm nay với vai trò đó là... quên, nãy giờ mình quăng miếng luôn, quên chào khán giả luôn. Dạ, Võ Tấn Phát xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của chương trình Ca sĩ Bí ẩn mùa 6. Wow. Em hình thể anh ha. Nói buồn video luôn mà. Dạ, em rất là vui khi được nói chuyện với lại mọi người bằng cái giọng thật của mình. Dạ, nãy em cũng hóa thân nhiều để mà đánh lừa các anh chị á. Nhưng mà 1000 nỗi đau thì cái nỗi đau 1001 nó thuộc về em rồi. Tại vì em không thể nào qua mắt được một người chị tin tưởng,
đầy đủ kinh nghiệm như là chị Khả Như đây. Em cảm thấy rất là vui khi đứng ở sân khấu này. Dạ vâng ạ. Và chốt lại luôn, chưa chốt luôn á mọi chưa người. Chưa chốt, chưa biết. Chưa chốt luôn. Em đến đây với vai trò gì? Dạ, chẳng giấu gì quý vị khán giả đang xem chương trình cũng như là quý vị khán giả đang có mặt trên trường quay. Khán giả ai cũng biết hết em. Em đừng có giấu nữa. Và em Võ Tấn Phát là một ca sĩ tự do. Nói không ai tin luôn không? Không ai tin luôn. Nói ai ẩn diễn một mình không có niềm tin thôi à. Bây giờ chốt lại, em đến đây với vai trò gì? Dạ, em là Võ Tấn Phát, đang là một diễn viên. Xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Mời vô liền nha. Mời vô liền anh. Dạ. Xong rồi đó. Xong rồi. Chúc cho em tương lai hạnh phúc hơn, thành công hơn. Trời ơi, chúc gì em đi. Đi rồi. Tương tác gì đi. Mọi người ơi, hỗ trợ bạn. Ơ được rồi. Em quên rồi. Rồi. Như vậy là bây giờ là còn bạn số 5. Một bạn ca sĩ bí ẩn số 5. Dạ. Dạ. Và giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần cực khởi điểm của đội sắc nét. Và đây là cực khởi điểm của đội sắc nét dành cho ca sĩ bí ẩn số 5. 3.000 điểm cộng thêm 6.000 điểm mà cực ngược dòng đội sắc nét đã cực cho ca sĩ bí ẩn số 5, như vậy là 9.000 điểm. Nếu như ca sĩ bí ẩn số 5 là ca sĩ thật sự, đội sắc nét có 19.000 điểm. Còn nếu như không phải là ca sĩ thật sự thì đội sắc nét chỉ còn 1.000 điểm mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca sĩ bí ẩn số 5. Thank you.
là ca sĩ bí ẩn số 5. Và đây cũng là ca sĩ bí ẩn mà đội Sắc Nét đã đặt 9 ngàn điểm vào bạn. Đầu tiên bạn hãy giới thiệu về bạn đi ạ. Em tên là Trương Nam Tuấn ạ. Em đang hoạt động với ban nhạc. Em thì là nhạc công, đánh trống. Nhưng mà em cũng đam mê về ca hát. Em cũng đang tự học. Và đến với chương trình em với vai trò là nhạc công ạ. Hiểu rồi, hiểu rồi. Đến với chương trình bạn với vai trò là nhạc công. Và với câu trả lời vừa rồi thì bạn đã lấy đi của đội Sắc Nét 9.000 điểm ạ. Đúng, bạn ơi, rất phù hợp với bài hát của bạn. Dù là cơn mưa băng xa, dù đời chờ là nỗi xót xa. Cảm ơn Trương Nam Tuấn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và em cũng đã rất là khéo léo khi mà em đã lừa được hai đội chơi không, tới thời điểm này đúng không? Hát hay nữa, hát hay. Hát quá hay. Anh vẫn còn đang tin bạn này là ca sĩ. Đúng. Yeah. Cho nên anh về anh thấy cảm thấy là ảnh thua nhưng mà anh vẫn vui. Anh được ngày hôm nay anh được thưởng thức rất nhiều bài hát. Rồi, cảm ơn Tuấn rất nhiều. Cảm ơn, chào Tuấn. Yeah. Và như vậy, đội chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay đó là đội Sắc Lẻm. Chúc mừng. Đội Sắc Lẻm sẽ nhận cúp của chương trình ngày hôm nay. Và đội Sắc Nét chúng ta sẽ cùng chia sẻ niềm vui. Hảo cầm đi Hảo. Dạ em cầm chứ. Yeah. Wow. Cảm nhận của em như thế nào Hảo ơi? Đây là lần đầu tiên đến với chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn thì em cảm thấy là rất là vinh hạnh. Yeah. Bởi vì em coi chương trình này rất là nhiều mùa rồi. Và em mong là có một cái ngày nào đó là em tham gia với cái tư cách là ca sĩ ở trên cái sân khấu này. Còn anh Ưng Đại Vệ, ngày hôm nay thì rất là vui về cảm thấy mình được gặp gỡ mọi người nè, được chơi nè, được đoán nè. Mặc dù không có chiến thắng nhưng mà cũng rất là vui được nghe rất là nhiều bài hát hay. Xin được cảm ơn ca sĩ Ưng Đại Vệ, diễn viên Bùi Tấn Hảo, diễn viên Khả Như và ca sĩ Chí Thiện. Và đến đây thì chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện được phát sóng định kỳ vào lúc 20:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.